Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây để ghi hình đăng bán giùm cho cái chú này hai con bò cái bê. Ở đây có hai con bò cái bê của chú anh chị và bạn, một con kem pháp và một con ba bê bông. Đây bà con cô bác chúng ta có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Đây là một con ba bê bông muối tiêu ha, với một cái dốc dáng khá là ok. Mình coi từ cái dàn dậu dàn rúng của nó nè, lạch phạch rất là ok luôn ha. Chân móng là móng sò, cầm thì đứng thẳng. Và kế bên là một con kem pháp Charolais. Chân móng cũng đẹp nữa nè, đẹp tới từ chân móng lên tới cái dầu rúng. Rúng nó là rúng chiền nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, hai con bò này thì bây giờ em sẽ báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Đôi bò này có giá 28 triệu. 28 triệu là một cái mức giá phải gọi là cực kỳ phù hợp túi tiền với tất cả mọi người. Những anh, những chị, những cặp vợ chồng hay là những cô bác mà chúng ta đang chăn nuôi thì cũng phù hợp với cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Ở đây hai con bò này cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho em số điện thoại em để trong hình để chúng ta có thể chốt được đôi bò này về để chúng ta nuôi sinh sản nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, con ba bê bông muối tiêu ha, bông muối tiêu rất là ok. Từ hình dạng nè ha, thùng dạo cho tới tướng tá dậu rúng chân móng, đây có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Đó, đôi bò này hiện đang có giá là 28 triệu. 28 triệu thì cô chú anh chị và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em bò này. Qua bự xương chậu rộng thì chúng ta có thể dễ dàng nuôi sinh sản nha. Sái tích của hai con thì đều hoàn toàn nghiêm chỉnh, mặt mày cho tới lưng dài thì đây cô chú anh chị và bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em rồi. Đó, thả đòn dài. Thả đòn thì dài nè, chân cẳng đứng rất là đẹp luôn. Chân móng sò cầm thì đứng thẳng nè, rúng nè. Rúng là rúng chèn nè, đó cô chú anh chị và bạn chúng ta coi nha. Coi cho kỹ trước khi mua. Bò này ở đây thì em thấy rồi, chân móng là hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bò này là bò bê tầm khoảng 6 tháng tuổi, hai con bò này giá 28 triệu. Thì cô chú anh chị và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt được đôi bò này về chúng ta nuôi ha. Đó. Thì ở đây có bà con cô bác chúng ta yêu cầu là Út ơi con kiếm giùm anh vài con bò cái mà dao động tầm khoảng từ mười mấy 20 triệu. Thì đây là một mức giá dành cho bà con cô bác chúng ta có thể lựa chọn để về chúng ta chăn nuôi đây. Hai con bò này giá cực kỳ yêu thương nha cô chú anh chị và các bạn. Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách hàng cái nha. Dạ em nghe anh. Tối là anh điện thoại rơi bao không ạ? Trời ơi, tối người ta điện quá trời điện luôn. Rồi hồi tối con bò đó sao anh không chịu mua? Con nào? Cái con bò kem bự á. Kem bự 30 triệu hả? Trời ơi, con bò đó người ta mua mất tiêu rồi, con bò nó hết biết con bò luôn. Trời ơi, bò hơi em ơi, em bữa hôm qua em gửi cho anh cái hình bò đó vừa ý dữ lắm bò. Rồi để em kiếm con khác có gì em alo cho. À, hồi tối khách hàng người ta điện em á, thông cảm nha anh. Dạ dạ dạ. Dạ. Tại ổng không có ở nhà, ổng mắc làm cái cửa hàng bên kia mà ổng không biết con bò đó là con bò bao, bò con không biết đẻ bao nhiêu ngàn, không biết bao nhiêu tháng nữa mà. Dạ. Rồi thì em kiếm con khác có gì em alo cho ha. Dạ dạ dạ. Đây cô chú anh chị và các bạn, trở lại với cái video này thì em xin xin lỗi mọi người nha. Tại vì khách hàng người ta điện thoại thì bắt buộc em phải nghe, nếu mà không nghe thì người ta buồn phiền, người ta không có mua bò. Thì cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm. Đôi bò này thì cái giá này thì phải gọi là cực kỳ yêu thương rồi. Cái giá này thì nó cũng cấn cấn tiền bê à, chứ không có mắc mỏ gì đâu. Hai con mà có 28 triệu rồi cô chú anh chị và các bạn nhìn coi bò nè. Lưng dai nè, rất là lực luôn, rất là ok luôn ha. Mặt mày khỏi chê luôn, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Đó, bà con cô bác cái sái lưng của nó nè. Đó, con này là ba bê bông muối tiêu, còn con này á là con kem pháp. Kem pháp này cái màu lông da của nó nè, cái màu kem nha, chân là móng xám, mỏ xám nha. Đó, thì bà con cô bác nào cảm thấy muốn mua ưng đôi bò này thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên màn hình. Qua bự xương chậu rộng, dễ dàng sinh sản nha cô chú anh chị và các bạn. Bò này thì chiều cao nó dao động tầm khoảng từ 1m1 bò rồi. Hai con bò này là nó khoảng 6 tháng tuổi. Thì cái giá này thì bà con cô bác còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trong hình để chúng ta có thể chốt được đôi bò này về để chúng ta nuôi sinh sản. Có một số anh chị nói là ừ Út ơi cưng lên cái chương trình cưng nói
ít thôi. Nó, nhưng mà mấy anh mấy chị thông cảm, nếu như mà mình muốn bán hàng, mình muốn bán một cái sản phẩm nào đó cho bà con, bắt buộc mình phải nói nhiều về cái phần sản phẩm đó. Mình phải giải thích hay là mình phải đưa ra những cái luận điểm, hay là mình phải vạch ra con bò này tình trạng nó làm sao. Mà mình lên mình quay mình bán con bò, mà mình lên mình đứng đó mình như là ông trời ông trồng mình, thì mình bán đâu có được hàng đâu cô chú anh chị các bạn. Nó em nói không phải là em nói nhiều, mà em nói ở đây nói là để cho bà con cô bác, có nhiều người người ta chưa nuôi bò, người ta chưa có biết con bò này là con bò gì nữa, thưa anh chị. Đó, bởi vậy bà con cô bác có rất là nhiều người người ta muốn mua con bò mà người ta không biết là con bò này là con bò gì, mà cái giống bò này là cái giống bò có từ đâu, nó cái tỷ lệ nuôi sinh sản như thế nào. Mình cũng phải nói để cho bà con cô bác chúng ta có những cái kiến thức cơ bản để chúng ta nắm bắt, chúng ta mua, chúng ta nuôi. Mình thì biết là anh chị đã biết bò rồi đó, biết là anh chị cũng đã biết những con bò này là con bò gì và tình trạng sinh sản của nó như thế nào rồi. Thì mình giống như là em chia sẻ cho những người người ta chưa có nuôi, những người người ta chưa có biết, chứ không phải là em lên đây để em nói nhiều. Em nói nhiều em mệt lắm mấy anh mấy chị, mọi người thông cảm nha. Tại vì em cũng chỉ muốn cái chương trình của em giúp cho những anh, những chị hay là những cô bác ở xa, những cái chỗ mà người ta chưa biết, chưa tiếp cận được cái giống bò, người ta hiểu được cái con bò này là bò gì thôi. Nó mọi người thông cảm nha, chứ không phải em lên đây em cố tình em nói nhiều. Em nói nhiều em cũng mệt lắm, chứ không phải là em nói nhiều để làm chi đâu. Không phải nói nhiều để sướng ít gì đâu. Đó, thì bây giờ em sẽ như thường lệ em sẽ lại đo gần con bò coi chiều cao của con bò, hai con bò này như thế nào để cho bà con cô bác chúng ta coi thì mình nhắm mình mua được hay không. Nếu mà mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Thì bây giờ em sẽ đo hạo như thường ngày nè. Bò thì chiều cao em đứng ngay đây cô chú anh chị các bạn. Em đứng ngang thì bà con cô bác chắc có lẽ cũng biết được là con bò này chiều cao tầm nào rồi. Bò này thì em đoán con bò này dao động tầm khoảng từ mét lẻ mấy nè. Còn con này khoảng mét mốt bò ha. Rồi đo thử chiều cao đó cho bà con cô bác, khi mà ở xa đó bà con vui lòng chúng ta đo hạo ra thử bức tường là cây cột, rồi chúng ta đi ra xa chúng ta coi con bò chiều cao tầm đó mà giá thành như vậy đó, mình coi mình mua được không. Nếu mà mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị và các bạn. Đây thì con bò này thì em đoán là chiều cao dao động tại phía sau xương khu của nó là 1m1, thì nó là đó chính xác là 1m1 đó cô chú anh chị và các bạn. Còn con bò này em đoán dao động chiều cao tại phía sau xương khu của nó khoảng 1m06, để em coi thử coi nó được 1m06 không nha. Đó thì con bò này nó chỉ có 1m05 thôi cô chú anh chị và các bạn, tại phía sau xương khu của nó nha. Em đo ở đây là em đo cái chiều cao cao nhất tại cái xương khu của con bò để cho bà con chúng ta có thể biết được cái chiều cao thật của nó thôi. Còn mà nhiều người người ta kêu em đo tại phía ngay cái sấy này nè thì em vẫn đo được, nhưng mà tại sao em đâu không đo, tại vì cái sấy đó nhiều con nó lưng quằn, nhiều con cái lưng nó quằn thì mình đâu có đo được ngay chỗ đó được. Mình đo mình coi cây, em chỉ muốn ước lượng cho bà con biết chiều cao của nó như thế nào thôi. Và bây giờ thì em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay.